Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 185 Cà cà u mộc đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Bắt lấy hắn Mang về chiến quốc tới trước hùng linh hầu phủ bên ngoài đi một vòng Sau đó di chuyển bốn chỗ Ý ngài là Nếu như Khương Nghị muốn cướp người đi hắn sẽ không có phản ứng Nếu như Khương Nghị là vì niết bàn thạch hắn sẽ bị hấp dẫn Chúng ta sẽ đi xử lý Mọi người mắt đều sáng lên Đi ngay đêm nay lão nhân lạnh lùng nhìn hồng quán cháy hừng hực dùng sức nắm chặt quải trượng nếu như khương nghị chỉ là coi trọng u mộng cũng không có gì nhưng nếu như là vì niết bàn thạch hắn liền phải cân nhắc có phải trực tiếp báo cáo nhân gian ngục hay không quá cản rỡ tiểu vương già sở thương minh đứng phía trước hồng quán đang bị thiêu đốt hừng hực ánh lửa mãnh liệt chiếu ánh cả khuôn mặt tức giận của hắn mặc dù giữa hắn và triệu thế hùng vẫn luôn là đang cạnh tranh nhau nhưng mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều đặt ở âm thầm. Chưa từng có nháo đến mức để mọi người đều biết ra tình huống. Đây cũng là việc được hai bên gia chủ nhắc nhở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Thế Hùng lại dám náo rào hành động lớn đến như vậy. Đây cũng không phải là khiêu khích mà là tuyên chiến. Tuy nhiên đây không phải phong cách của Triệu Thế Hùng rất có thể là do cái tên hôn nghị, là do cái tên hỗn đàn khương nghị kia nghĩ ra. Nhưng dùng một hoa khôi làm kiếp nổ hòa thiêu hồng quán khởi sướng khiêu chiến sao? Đây quả thực là đang nhục nhã hắn. Nữ tử bị khờ nghị cướp đi tên gì? Sở thường mình nắm chặt nắm đấm khống chế lừa giận. Là u mộng nàng còn có một ca ca cũng là thị vệ của hồng quán chúng ta. Sở khang nơm nớp lo sợ hầu ở bên cạnh. Vốn cho rằng làm bị thương tiểu công tử coi như quá mức. Không kể tới khương nghị lại dám cướp đi như thế. Vốn cho rằng gây chuyện như thế đã rất quá đáng không nghĩ tới hắn còn đốt đi cả hồng quán. Vậy còn thất thần làm gì kéo tới? Hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tìm hắn về, kéo về. Ta phải dùng hắn mời Khương Nghị ra dự tiệc. Nhanh thất thần làm gì? Sở Khang lập tức quay người quát tháo. Đi theo ta. Thị vệ thống lĩnh kêu gọi bộ hạ nhanh chóng rời khỏi. Ta dẫn cô đi tìm ca ca cô. Khương Nghị thu u um mộng vào thanh đồng tiểu tháp, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Cùng lúc đó đội ngũ thần bí trong bóng tối cũng nhanh chóng khởi hành. Phía bắc chiến quốc ở khu vực sông ngòi ngoài ngàn dặm, đống lửa giấy lên ánh sáng hừng hực, xua tan màn đêm trên núi rừng. Một đội ngũ hồng quán đang nướng thịt uống rượu ở nơi này, trắng trợn đàm tiếu. Duy chỉ có một người cô độc ngồi dưới gốc cây già bên vách núi yên lặng tu luyện. Tiểu tử kia thật không thú vị ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, lục phẩm linh và lại tu luyện thế nào cũng chỉ là linh hồn cánh đỉnh phong, hắn đều đã thất trọng thiên rồi gấp làm gì ha ha nhìn hắn như vậy nói không chừng còn muốn trùng kích sinh tử cảnh đấy nằm mơ hắn cho rằng mình là thánh phẩm sao dưới thánh phẩm mặc kệ phẩm cấp gì động tới sinh tử cảnh đều là muốn chết vậy cũng chưa hẳn lục phẩm bắn vọt sinh tử cảnh vẫn có hy vọng đừng quên người ta còn có một muội muội tốt hắc hắc nói như vậy cũng đúng người ta là hoa khôi tùy tiện thủ lễ vật chính là giá trị gấp trăm đến hơn ngàn tinh tệ nào giống chúng ta tần tần khổ khổ chấp hành nhiệm vụ mới hai ba trăm tinh tệ muội muội của hắn là hoa khôi tầng tám sau một đêm tinh tệ phần đến tay chính là tám ngàn chống đỡ chúng ta một năm hừ dựa vào muội muội bán thân để cho mình tù luyện lão tử ta xem thường hắn người có nhìn nổi hay không thì có làm được cái gì người ta quan tâm sao người khoan hãy nói muội muội khoán thật là quá sức bây giờ nàng ở tầng tám chúng ta còn không chơi nổi chờ ngày nào đó từ phía trên đi xuống luân lạc tới tầng thứ năm thứ ba lão tử khẳng định tích lũy tiền đi chiếu cố một lần ha ha cùng một chỗ ha ha bọn thị vệ dùng những ngôn ngữ làm càn không hề e dè dù cảnh chiến yên lặng tu luyện nhìn như không có một gợn sóng nhưng hai tay đều đã gắt gao nắm lại móng tay đấm rách ra thịt máu tươi nhuộm đỏ cả nắm đấm năm năm đã ròng rã 5 năm năm Hắn chẳng những không có chết lặng oán hận ở trong lòng càng thêm sâu. Hắn cố gắng không đi nghĩ, trong đầu lại vùng đi không được tình cảnh của muội muội hắn ở hồng quán. đã vô số lần hắn muốn chết nhưng lại không có can đảm, bởi vì muội muội hắn chính là người thần duy nhất. Hắn chết thì nàng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa. Hắn thậm chí muốn tự tay giết muội muội rồi tự sát, nhưng hắn thật sự không thể xuống tay. Hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện liều mạng tu luyện, dù là sinh từ cảnh với hắn mà nói cử tử nhất sinh. Nhưng chỉ cần hắn thành công Liền chứng minh được giá trị của hắn Có thể bán mình cho bá vương phủ Chuộc thân cho muội muội Đây là hy vọng duy nhất của hắn Dù cảnh chiến chúng ta muốn nghỉ ngơi Người tinh lực thịnh vượng tiếp tục gác đêm Xa xa bọn thị vệ gào to giống thường ngày Tùy tiện tìm một nơi để nghỉ Ai Đều tại các người nói đến muội muội của hắn Nói đến mức khiến ta sao động Xem ra đêm nay lại phải dày vò ở trong mơ một hồi. Hà ha, ha, người từ giờ trở đi tích tiền Sau 3 năm 5 năm vừa vặn thì muội muội quán từ tầng 8 xuống Đến lúc đó xin mời mấy ca cùng một chỗ nếm thử Được phải tích tiền Cũng không cần phải tích lũy nhiều như vậy Ta đây không phải có người quen sao Để giúp cảnh chiến nói cùng muội muội hắn một chút giảm giá cho mấy ca Đến thể nghiệm miễn phí ha ha Bọn hắn tùy ý cười nói tìm nơi phù hợp nằm xuống, răng rắc. Du cảnh chiến cúi đầu, dùng sức nắm chặt nắm đấm cực lực khống chế, đầy ngập lửa giận ở trong lòng. Hắn hận không thể tự tay xé xác bọn xúc sinh này, nhưng lại không thể không nhịn. Trước đó dưới cơn nóng giận hắn đã giết qua ba người, nhưng Hồng Quán không có sự phạt hắn mà là tra tấn muội muội hắn 30 ngày. a à, du cảnh chiến lăn lộn khàn giọng gầm thét trong cổ họng, hắn không rõ tại sao ông trời lại muốn tra tấn huynh muội bọn họ thế này bộ lạc bị tàn sát cả nhà chết thảm còn chưa đủ sao nhất định phải bắt bọn hắn sống không bằng chết nữa ư du cảnh chiến ngẩng đầu nhìn qua ánh trăng thanh lãnh hai mắt bò đầy tơ máu lão tạc thiên ta đời trước đã gây nghiệp chướng sao hay là đời ta đã mạo phạm ngươi đột nhiên một âm thanh yếu ớt xé gió từ trong núi rừng truyền đến mặc dù phía trước là thủy triều đang lao nhanh ầm ầm không dứt nhưng du cảnh chiến vẫn bén nhạy đã nhận ra được âm thanh yếu ớt dù cảnh chiến cầm lãnh đao ở trong tay toàn thân nổ tung lôi chiều, trong nháy mắt đã biến mất. Sau một khắc cùng với tiếng lôi mình nổ vang, hắn xuất hiện ở trăm mét trên không, ánh mắt lạnh lùng như liệp ưng, nhìn xung quanh sơn lâm. Hai thân ảnh màu đen đứng trong cánh rừng ngựa đầu xuyên qua, cây lá rậm rạp, ngóng nhìn hắn trên không trung. Dù cảnh chiến lại biến mất lần nữa, sau một khắc hắn xuất hiện ở trên tán cây tươi tốt, cầm lãnh đào tiếp cận bóng đen trong rừng rậm, lôi tuyến linh văn khương nghị kinh ngạc nghĩ đến thẩm đồng sơn của lang gia hoàng triều ở thời kỳ đó thẩm đồng sơn đã từng là uy hiếp lớn nhất của bọn hắn không nghĩ tới cách nhiều năm lại tiếp tục gặp du cảnh chiến trầm mặc im ắng giường mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trong bóng tối giống như dạ ưng ẩn nấp khóa chặt con mồi du cảnh chiến khương nghị chú ý tới ngọc thạch treo trên cổ nam nhân hắn cùng dạ an nhiên đã theo dõi đội ngũ hồng quán đuổi tới nơi này tuy nhiên đội ngũ hồng quán không xác định được vị trí cụ thể của du cảnh chiến đang tìm kiếm trong núi rừng gần đó nhưng hắn lần theo cảm giác niết bàn thạch sớm chạy tới người là ai giọng du cảnh chiến giá lạnh ta không phải kẻ địch chớ khẩn trương ta mang đến cho người một người khương nghị mời niệm an trong thanh đồng tiểu tháp ra niệm an không có mang theo y phục chỉ có thể mặc tạm áo đen của khương nghị ở bên trong nghiêng nghiêng ngà ngả, ngả nhưng vẫn khó nén được phần phong tình duy mỹ kia nàng mờ mịt nhìn xung quanh đây là nơi nào niệm an lôi chiều nổ tung trên ngọn cây du cảnh chiến biến mất trong nháy mắt dáng lầm trước mặt bọn hắn nhìn hầm hầm khương nghị các người là ai vì sao bắt muội muội ta ca ca niệm an vui mừng đi chân đất nhào tới du cảnh chiến tranh thủ thời gian ôm lấy nàng cảnh giác khương nghị và dạng an nhiên rốt cuộc người là ai niệm an mặt đầy nước mắt kích động nói hắn là khương nghị là hắn xông vào hồng quán cứu muội ra hắn còn phóng hỏa đốt cả hồng quán vì vì sao xúc cảnh chiến khó mà có thể tin sông hồng quán đốt hồng quán nơi đó là chiến quốc ai dám nơi đó làm can khương nghị nói ngọc thạch trên người các người là của bằng hữu ta thật đáng tiếc đã để cho các người bị dính líu vào ta thấy bọn hắn chuộc tội bắt đầu từ đêm nay các người đã tự do ta sẽ an bài cho các người đến một nơi an toàn cũng thay các người báo thù du cảnh chiến nhìn khương nghị vô cùng kinh ngạc một màn này tới quá đột nhiên đột nhiên đến quá nhanh khiến cho hắn không thể tin tự do sao đây là từ ngữ mà hắn đã sớm tuyệt vọng đột nhiên liền rơi xuống mặt hắn rồi khương nghị nói nếu như không có gì thu thập bây giờ ta liền mang các người rời đi niệm an gắt gao ôm lấy du cảnh chiến vừa khóc lại cười ca ca chúng ta tự do rồi chúng ta tự do thật rồi khương nghị an bài cho chúng ta đến thánh địa sau này chúng ta mai danh ẩn tích tới đó bắt đầu từ đầu không còn có người khi dễ huynh mội chúng ta chúng ta thật tự do rồi dù cảnh chiến vẫn không dám tin người không sợ đắc tội bá vương phủ khương nghị nói cái này các người không cần để ý chỉ cần tiến vào thánh địa thành người của thánh địa không còn ai dám tổn thương các ngươi ta sẽ tìm ra hung phạm nằm đó sát hại các ngươi nợ máu trả bằng máu ca ca tin hắn hắn thực sự là tới cứu chúng ta chúng ta đã thật tự do rồi Niệm An mặt đầy nước mắt, nàng biết cái tự do này tới quá đột nhiên. Nàng cũng biết đây là tự do mà xưa này bọn hắn không cảm tưởng, không thể tưởng tượng. Nhưng nó đã xuất hiện thật, bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Du cảnh chiến hoảng hốt. Đột nhiên quay người mang theo lãnh đao xông về nơi bọn thị vệ hồng quán đang nghỉ ngơi. Đám xúc sinh lão tử muốn tiện mệnh của các ngươi. Hơn 10 thị vệ hồng quán phân tán trong cánh rừng thoải mái nằm ngủ, mặc dù trong lời nói của bọn hắn luôn luôn nhục nhã du cảnh chiến nhưng trên thực tế đều rất ỷ lại vào hắn cũng rất tín nhiệm hắn có du cảnh chiến trông coi bọn hắn tuyệt đối có thể an ổn đi ngủ cho dù có nguy hiểm gì cũng có thể bị hắn tùy tiện xử lý sạch ừm uhm. thì vệ đầu lĩnh đang mơ ngủ bỗng nhiên có một cảnh giác giống như có người nào đó đang đứng bên cạnh hắn nhưng hắn chỉ là mơ mơ màng màng chuyển thần tiếp tục ngủ có dù cảnh chiến trông coi nào có nhiều cảnh giác như vậy nhưng thị vệ đầu lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt lắc lư trước mặt hắn lại có một bóng người là từ phía sau đưa tới ai thị vệ đầu lĩnh nắm chặt trọng chùy bỗng nhiên quay người kết quả đập vào mì mắt lại là du cảnh chiến du cảnh chiến đứng ở bên cạnh hắn mặt không thay đổi mẹ kiếp người có bệnh sao dọa ta một hồi thị vệ đầu lĩnh thở phào mang theo trọng chùy đứng lên người muốn làm gì thừa dịp ta ngủ thiếp đi giết chết ta sao dù cảnh chiến dùng sức nắm chặt lãnh đao ánh mắt càng ngày càng lạnh ha <laughs> ha còn nắm đao người đâm thẳng vào ngực ta đây đến đây đâm đi người tốt nhất nên một đao đâm chết ta nếu không lão tử đập nồi bán sắt đều sẽ đi lầu tám chơi đùa với muội muội người coi như người thực sự giết chết ta ha <laughs> ha hồng quán nơi đó tuyệt đối không tha muội muội người người còn nhớ rõ việc người giết người lần trước không ba mươi ngày muội muội của người bị hành hạ ròng rã thị vệ đầu lĩnh Chích miệng cười đùa, ngực đột nhiên mát lạnh giống như có thứ gì đó đâm vào. Thị vệ đầu lĩnh sừng sốt một chút từ từ cúi đầu, nhìn lãnh đào cắm nơi ngực ánh mắt lắc lư khó mà có thể tin. Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi. Xú cảnh chiến nắm lãnh đào bỗng nhiên quấy một phát trong ngực thị vệ đầu lĩnh. Lão tử đã tự do. Cái, cái gì? Thị vệ đầu lĩnh ngẩng đầu lắc lư ánh mắt dần dần tàn rã. Lão tử đã tự do mà ngươi phải chết bàn tay du cảnh chiến đại tác lôi chiều quét sạch lãnh đạo xông vào lồng ngực thị vệ đầu lĩnh một tiếng ầm vàng lôi chiều tàn phá bừa bãi thị vệ đầu lĩnh cứ thế mà bị xé nát huyết nhục toái cốt gắn một chỗ bọn thị vệ đang ngủ say toàn bộ bừng tỉnh nhưng khi đang muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân đều bị quấn dây leo dây leo tinh tế lại vô cùng cứng cỏi tại thời điểm bọn hắn đánh thức phân tán ra số lượng lớn trà cây tàn nhẫn cắm vào cơ thể bọn hắn Dạ an à nhiên khuấy động khí tức sinh mệnh nồng đậm ở xung quanh, ngừng tụ sợi đằng, đứng yên không một tiếng động khống chế bọn hắn. a à, Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trong rừng rậm. Bọn hắn bị dây leo tàn nhẫn chống thân thể lên, dơ lên giữa không trung. Dây leo lan tràn trong thân thể tàn phá bừa bãi còn hấp thù linh lực của bọn hắn. Đau đớn suy yếu còn có sự bối rối hoàn toàn không rõ ràng tình huống, để bọn hắn điên cuồng mà dãy ruộng. Dù cảnh chiến, dù cảnh chiến khốn kiếp cứ chết đâu rồi, À à à kẻ nào đau chết ta mất Chúng ta là thị vệ hồng quán Biết hồng quán không sản nghiệp của bá vương phủ Bá vương chiến quốc Các người chán sống sao À à à thả ta ra Bọn hắn càng dãy ruộng dày leo Càng tàn nhẫn toàn thân máu me đầm đìa Máu thịt bè bét Ta ở đây Du cảnh chiến tay cầm tàn đao ngẩng đầu nhìn bọn thị vệ Bị trói treo ở giữa không trung Du cảnh chiến ngươi từng tiếng kêu thảm liên tiếp dừng lại bọn hắn cúi đầu nhìn du cảnh chiến đằng đằng sát khí các người đều phải chết nhìn mắt ta nhìn đau của ta tiến vào địa ngục cũng phải nhớ kỹ là ta giết các ngươi là ta chính là du cảnh chiến ta du cảnh chiến sôi trào lôi chiều khắp toàn thân phóng lên tận trời cũng không có thành thế thật lớn cỡ nào lại vô cùng tình mịt giống như vô số lôi tuyến cuồng kích vài trăm mét hơn mười tên thị vệ trong nhánh mắt bị cắt nát tàn trì toái cốt vầy xuống đầy trời. Nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập trong rừng rậm. a à, Niệm à sắc mặt tái nhợt nàng bị dọa đến mức đều đang run rẩy Khờ nghị nhìn thấy khẽ như mày nói. Sau khi cướp được muội muội của người, Hồng Quán đã phái người đến bắt người. Ta là theo chân đám người kia tới, bọn hắn đang ở gần đó. Tới bao nhiêu? Dù cảnh chiến quay người trong bóng tối còn mắt hiện ra ánh sáng đỏ hồng. Gương mặt hắn vô cùng dữ tợn, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ kiềm chế khuất dục bất ức lửa giận theo hai chữ tự do triệt để phóng thích hắn bây giờ chỉ muốn giết người giết người của hồng quán có bao nhiêu giết chết bấy nhiêu gia dạ, an nhiên nhìn qua phía đông hơn ba mươi bọn hắn hẳn là nghe được động tĩnh đang đổi đến nơi này âm âm du cảnh chiến đổ tùng lôi chiều biến mất tại chỗ xuất hiện ngoài trăm thước hắn nhanh chóng phóng tới hai mắt tinh hồng gương mặt dữ tợn sau mấy trăm mét lại sôi trào lôi chiều lần nữa tiếp tục biến mất ca ca niệm an che môi đỏ nhìn ca ca như đang phát điên lóe khóe mắt lần nữa để lại nước mắt ta sẽ chiếu cố tốt cho hắn Khờ nghị thu niệm an vào thanh đồng tiểu tháp mang ra an nhiên đi theo đuổi theo giải quyết thống lĩnh đối phương Khờ nghị cất bước phóng tới không có hóa thân thành chu tức yêu thể nhưng bản thân trong huyết hải đã liên tiếp thức tỉnh lực bộc phát tăng gấp ba lần cảnh giới bát trọng thiền nhanh chóng bước lên bát trọng thiền đỉnh phong ầm ầm Thanh đồng tiểu tháp của cuộn quận cường quang liệt diễm dâng lên khương bần xuất hiện hai cánh mở ra chờ khương nghị phóng lên không gia an nhiên huy động hai tay ở hai bên dẫn xuất tất cả ngũ hành linh châu khuấy động năng lượng ngũ hành mênh mông tiểu hồ ly hóa thần kim ô chờ gia an nhiên cũng phóng lên không bên ngoài hơn 10 dặm đội ngũ hồng quán đang lần theo âm thanh xông về phía trước lại đột nhiên thấy được du cảnh chiến du cảnh chiến chúng ta đang muốn tìm ngươi cùng chúng ta về hồng quán có chuyện cần người tự mình xử lý việc liên quan tới muội mọi ngươi bọn hắn dừng lại muốn khống chế du cảnh chiến nhưng du cảnh chiến lại không hề có ý muốn dừng lại toàn thân cuồn cuộn lôi chiều nhanh chóng phóng tới một tiếng rống to đã lập tức giết tới người điên rồi sắc mặt bọn hắn đại biến đang muốn phản kích du cảnh chiến bất chợt biến mất sau một khắc lại xuất hiện trước mặt hai người tay phải xoay chuyển lãnh đao gào thét tay trái nắm lại lôi chiều cuồng tiết phốc phốc oanh hai người vội vàng không kịp chuẩn bị bị vô tình chém giết huyết thủy phun tùng tóe cái đầu nhanh chóng quay cuồng dù cảnh chiến lại nổi lên lôi chiều biến mất sau một khắc lôi chiều nổ tung trên đỉnh đầu một người hai tay du cảnh chiến cầm đao gào thét cuồng dã phốc phốc lãnh đạo người kia bị chém thành hai khúc máu tươi phun ra nội tạng chảy ngang hắn điên rồi bắt lấy hắn bọn thị vệ lúc này mới bừng tỉnh cuồng hồ gọi bậy phản kích oanh dù cảnh chiến sông lên bầu trời hai tay chấn động lôi uy bay lên phóng xuất ra mấy ngàn tia lôi đình tràn ngập đất trời rơi xuống đất cường quang trói mắt lôi chiều cuồng kích bao phủ lấy tất cả thị vệ đa số thị vệ hồng quán đều mệt mỏi tu luyện còn hắn thì mỗi ngày mỗi đêm đều cuồng đến đang điên cuồng tu luyện tranh lệch tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế a a a hơn 10 thị vệ bị vô tình oanh sát huyết nhục vàng tung tóe vô cùng thê thảm dù cảnh chiến ngươi mặc kệ muội muội ngươi rồi thì vệ thống lĩnh là lục phẩm dùng nhàm lình văn linh lực toàn thân tuôn ra hóa thành dùng nhàm sền sệt giống như là núi lửa phun trào phóng lên không dưới sự khống chế cường thế của hắn dùng nhàm nhanh chóng phân hóa biến thành mấy trăm trọng quyền dùng nham cuồng kích đánh tới toàn thân du cảnh chiến lấp lóe lôi chiều nhanh chóng tránh né một lần nữa trở về mặt đất hai mắt hắn đỏ như máu miệng đầy răng nanh một tiếng gầm thét như mất khống chế đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Quỳ xuống cho ta. Một tên thị vệ hùng tráng hai tay vai chạm mặt đất. Địa động mãnh liệt khuấy động vài trăm mét trong chốc lát đã vỡ nát mặt đất muốn nuốt hết du cảnh chiến. Ngay sau đó ba tên thị vệ liên thủ phóng thích lôi điện. Từ ba phương vị nhấc lên chiều dâng, trùng kích vào, trung tâm muốn bao phủ du cảnh chiến. Dù cảnh chiến người muốn hại chết muội muội của ngươi vậy thì đừng đách, đừng trách chúng ta tâm ngoan một thị vệ hết lớn hài cốt toàn thân run rẩy hóa thành một con thành phong điều cuồng phong gào thét phóng lên tận trời cuồng phong từ toàn thân hóa thành phong nhận tràn ngập đất trời bao phủ xuống oanh bạo tạc mãnh liệt rừng rậm run rẩy lồi quàng lấp lóe cuồng phong thét gào đại địa kịch liệt chập trùng nhưng rống bên trong năng lượng như thủy triều có một con thạch quy màu đen phát ra tiếng gào thét cuồng dã sóng âm cuồn cuộn như giang hà chập trùng đây là mai rùa bảo vệ là được du cảnh chiến dùng 500.000 tinh tệ lấy được trong cửa hàng chiến quốc. Du cảnh chiến chống đỡ cuộc tấn công điên cuồng đứng dậy liền muốn lấy đi mai rùa. Nhưng thị vệ thống lĩnh đã giết gần tới tay phải cuồng lên. Khuấy động năng lượng nóng bỏng mà bạo ngược, đánh một kích về phía trước. Cánh tay phồng lên khuấy động năng lượng bạo ngược giống như một ngọn núi lửa đang bay tới. Một tiếng vàng thật lớn vang vọng trong rừng rậm. Thạch quỳ gào thét mãnh liệt lắc lư, trong nháy mắt bò đầy vết nứt ầm ầm bay ra ngoài dù cảnh chiến ở bên trong toàn thân run rẩy máu tươi vẩy ra cũng bị vô tình đánh bay bắt lấy hắn thị vệ thống lĩnh giận dữ quá tháo coi chừng thị vệ nơi xa đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống giống như là thiên thạch đánh về phía thị vệ thống lĩnh thị vệ thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu đồng thời nắm chặt hai tay kích phát võ pháp mặt đất dưới chân kịch liệt sụp đổ hóa thành dung nhàm nóng hổi như cuồng chiều phóng lên tận trời bóng đèn không giảm tốc độ đối diện va chạm dùng nhàm dễ như chở bàn tay giết tới gần rống khương bần phát ra tiếng lòng ngầm sóng ngầm khuấy động thần uy từ trong cơ thể kích phát mà ra nó dường cánh to lớn vĩ đào quét ngang trường mâu bạo kích thẳng đến thị vệ thống lĩnh sắc mặt thống lĩnh đại biến quả quyết rơi vào bên trong dùng nhàm muốn động dưới mặt đất né ra Khương Nghị theo sát Khương Bần nhào vào trong dung nham, như cá bơi trong nước nhanh chóng đuổi kịp. Khương, Khương Nghị! Thị vệ thống lĩnh quay đầu trong dung nham còn tưởng rằng mình bị hòa mắt. Hai tay Khương Nghị căng cứng, uy lực huyết mạch sôi trào khắp toàn thân hét lên một tiếng. Âm thanh chấn động dung nham chủ tước bác thiên thuật đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Mặc dù kém một trọng thiền nhưng thiên phẩm linh văn phối hợp với chủ tước bác thiên thuật đủ để uy hiếp được một lục phẩm linh văn sắc mặt thị vệ thống lĩnh đại biến lập tức triệu ra một cái ngọc châu bên trong phong tồn lấy năng lượng liệt diễm to lớn nhưng thời điểm hắn đang muốn thả ra một trận ba động kỳ diệu lan tràn bên trong thủy triều dung nham dùng nham nhanh chóng bị dập tắt đã mất đi năng lượng biến thành nham thạch phong bế thị vệ thống lĩnh cùng khương nghị thị vệ thống lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị cũng có chút kinh ngạc phản ứng lập tức chậm đi mấy phần khương nghị đánh vỡ nát nham thạch đối diện lao tới keng Khương Nghị nâng móng vuốt quần kích Ngọc Châu đè ép nó oanh kích thị vệ thống lĩnh. Cùng lúc đó hai cánh tụ lại bảo vệ toàn thân. Một tiếng vàng thật lớn trăm mét dưới đất bị nổ tung, ngột ngạt như cựu thú gào thét. Ngày sau đó mặt đất sụt lún liệt diễm bay lên đầy trời tuần ra mấy ngàn thước. Sóng nhiệt cuồn cuộn nương theo ánh lửa chói mắt chiếu thấu cả đêm tối. Phạm vì hơn 10 dặm có thể thấy được rất rõ ràng. Đánh nhau ư? đội ngũ thần bí đang ở bên ngoài hơn 20 dặm lặng yên không một tiếng động truy tìm thị vệ hồng quán. Kế hoạch mà bọn hắn đó là chờ đám thị vệ hồng hoán hồng quán kia bắt lấy du cảnh thiên sau đó lại tiến hành phục kích. Bằng vào thực lực của bọn hắn xử lý sạch một đám thị vệ hòa lâu đơn giản như chờ bàn tay. Nhưng nơi xa đột nhiên xuất hiện tiếng vàng để bọn hắn ý thức được tình huống có biến. Bọn hắn vọt tới trên cây nhìn qua nơi xa. Liệt hòa chiếu sáng đến mức để bọn hắn khiếp người, tàn ra từ từ tới gần. Nam tử cầm đầu đưa tay vùng lên, đám người liên tiếp tàn ra, giống như quỷ ánh biến mất chui vào trong rừng rậm. Chém giết thảm liệt kéo dài chỉ trong 3 phút. Ngoại trừ thị vệ thống lĩnh còn lại toàn bộ đều bị tàn sát. Dù cảnh chiến đứng trong đống thi thể máu me khắp người hồng hộc thở hồn hển Nhìn đám người đã từng là đồng bạn rách mướp nằm nhoài xung quanh. Hắn không có chút thương hại nào. Cũng không có mảy may cảm giác dài hận ngược lại càng là thêm dục vọng báo thù thì vệ đầu lĩnh quỳ gối trong phế tích bờ bộn hấp hối khương nghị ngươi ngươi xông vào hồng quán bắt hoa khôi bây giờ lại truy tung đổ sát chúng ta ngươi là muốn cùng bá vương phủ làm kẻ địch sao lão tặc khương nghị không cùng hắn nói nhảm trực tiếp gọi tặc điểu toàn thân tặc điểu lấp lóe ánh lửa hóa thân thành hình người đồng tị không phải ngươi chết rồi sao không không ngươi là ai ngươi không phải đồng tị Thị vệ thống lĩnh chừng to mắt nhìn tạc điểu ở trước mặt hắn biến thành một nam tử. Tạc điểu cười tà ác. Ta là yêu, một loại yêu ăn người, ta ăn ai liền sẽ biến thành người đó. Ta sẽ bắt đầu từ chân, gặm một chút xíu, biến một chút xíu từ xương cốt đến da thịt, từ huyết dịch đến nội tạng còn có đầu, gặm đến sạch sẽ nhai triệt để, sau đó biến thành ngươi. Thị vệ thống lĩnh cảm thấy lạnh người, thân thể không cầm được mà run lên. Khương Nghị triệu ra tàn đào, đỡ đến trên cổ thị vệ thống lĩnh ta có thể cho người chết dễ dàng cũng có thể để hắn ăn ngươi lựa chọn thế nào toàn bộ nhờ ngươi người muốn biết cái gì thì vệ thống lĩnh tái nhờ sắc mặt già nàn chuyển lấy thân thể sang bên cạnh sợ quái vật kia ăn mình là ai đưa huynh mọi bọn hắn đến hoa lâu tại sao muốn ăn bài tới đó lại có bàn giao gì ta ăn hắn chờ một chút chờ một chút ta nói ta nói mà đừng lề mề nhanh lên bọn hắn là do cửa hàng thanh bình đưa tới không những muốn tiền của chúng ta còn đưa cho chúng ta rất nhiều tiền yêu cầu chúng ta cần phải xem trọng bọn hắn không thể để cho bọn hắn chết cũng không thể để cho người khác đục ngọc thạch trên người bọn hắn chỉ đơn giản như vậy ta chỉ biết như thế ta thật chỉ biết thế thôi thị vệ đầu lĩnh đang nói đột nhiên chú ý tới khương nghị đã nháy mắt cho du cảnh chiến không không được thị vệ đầu lĩnh hoàng sợ thét lên trực tiếp quỳ xuống trước du cảnh chiến du cảnh chiến nhanh chân đi tới tay quấn lôi điện vô tình đầm xuyên qua lồng ngực thị vệ đầu lĩnh nắm lấy trái tim của hắn đưa ra từ phía sau lưng nhớ kỹ mặt của ta là ta giết ngươi du cảnh chiến lạnh lùng theo dõi hắn một tay bóp nát trái tim khương nghị hỏi cửa hàng thanh bình có gì đặc biệt là một cửa hàng rất bình thường không được tính là thường hội gần góc đường hồng quán thái độ phục vụ nơi đó rất kém đồ cũng không toàn diện Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút đồ vật ly kỳ cổ quái mà còn rất rẻ. Dù cảnh chiến cắn chặt hàm răng, hàm răng. Hắn đã từng đi qua cửa hàng Thanh Bình còn mua qua hai lần võ pháp. Nhưng hắn không nghĩ tới cửa hàng Thanh Bình lại là kẻ đã đổ sát cả nhà của hắn đưa bọn hắn đến hòa lâu. Cái gọi là cửa hàng rất có thể chính là đang theo dõi huỳnh muội bọn họ. Rất có thể phía sau cửa hàng Thanh Bình liền lụy đến thế lực lớn nào đó. Huỳnh muội các người không cần phải để ý đến, Ta chỗ này có một phong thư các người cầm trong đêm xuôi nam đến vội thánh địa. Chỉ cần các người nói là bằng hữu của ta. Vội thánh chủ liền sẽ tiếp nhận các người. Từ nay về sau nơi đó chính là nhà mới của các người. Nơi đó. Khương Nghị đang muốn đưa thư cho Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến lại phù phù quỳ gối trước mặt Khương Nghị. Dùng sức dập đầu ba cái. Khóe mắt chảy nước hòa với dòng máu trên mặt tạo thành huyết lệ. Ta đã chết chết từ đêm năm năm ấy ta liều mạng tu luyện chỉ là muốn cứu muội muội ta để cho muội muội thất chịu khổ 5 năm dù cảnh chiến ta không bằng súc sinh ta không muốn sống ta muốn chết nhưng trước khi ta chết nhất định phải biết ai hại chúng ta ta muốn báo thù nhất định phải báo thù dù cảnh chiến nói lần nữa cúi đầu liền liên tục dập đầu trên mặt đất đầm đến máu me đầm đìa cảm ơn người đã cứu muội muội ta cảm ơn người có thể an bài cho muội muội ta đến thánh địa nhưng ta muốn báo thù ta phải báo thù cho ta một cơ hội dù là ta chỉ có thể giết một kẻ ta cũng muốn giết khương nghị cho mày người chết muội muội ngươi thì sao ta đã sớm không còn mặt mũi gặp bụi ấy ta chỉ cần muội ấy còn sống chỉ cần muội ấy có thể sống như một con người ta chết cũng nhắm mắt thế nhưng nàng ta muốn theo ngươi sống cùng nhau ta đã chết rồi ta cũng không xứng để sống nữa khương nghị lắc đầu than nhẹ Người hãy bồi tốt muội muội của ngươi nàng rất nhớ ngươi chờ ta rời khỏi xí thiên giới người lại cho ta đáp án. Nếu như muốn còn sống, huynh muội các người cùng nhau xuôi nam đến thánh địa. Nếu như muốn chết, ta sắp xếp người đưa nàng về thánh địa mà người báo thù. Có người đến. Dạ An Nhiên đột nhiên cảnh giác, đầu ngón tay dương nhẹ nằm ngón tay dần dần trong suốt nở rộ lên tia sáng óng ánh, cảm ngộ âm thanh trong sơn lâm. Đối với người bình thường mà nói, rừng rậm không biết nói chuyện. Nhưng đối với Dạ An Nhiên, mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi tàng đá mỗi một trận gió núi đều có thể nhẹ giọng nói với nàng. Cửa hàng Thanh Bình. Khương Nghị lập tức tỉnh ngộ, nếu là cửa hàng Thanh Bình bí mật giám sát Hồng Quán, vậy bọn hắn cũng biết đã có người đi cứu Niệm An, sau đó cũng sẽ đuổi bắt Du Cảnh Chiến. Dạ An à Nhiên cẩn thận cảm nhận. Hết thảy 12 người ba linh hồn cửu trọng thiên bảy cao giai linh hồn cảnh khí tức rất mạnh, tính cảnh giác rất cao, bọn hắn bắt đầu thả chậm tốc độ tại phía đông, khoảng cách 10 dặm Khương Bân né tránh. Khương Nghị vừa dứt lời Khương Bân ngẩng đầu vỗ cánh phóng lên không. Dạ An Nhiên một phát bắt được Du Cảnh Chiến còn chưa kịp phản ứng, kịp thời vọt tới trên lưng Khương Bân. Khương Nghị lập tức phóng tới Hương Đông, đón đám người thần bí kia. Ngoài 10 dặm, đám người thần bí dần dần thải chậm tốc độ, cẩn thận, cẩn thận. Cảm nhận được sờ lầm thay đổi, lắng nghe thanh âm ở xa xa. Có người đến tốc độ rất nhanh. Một vị mộc linh văn lập tức giật mình ra hiệu đám người tản ra, tốc độ khương nghị tiếp tục tăng vọt sau khi rút ngắn khoảng cách liền lập tức phanh lại sơn hà đại táng khương nghị quỳ một chân trên đất hai tay dâng lên hư ảnh mịt mờ dùng sức nén mặt đất răng rắc bành khương nghị trực tiếp dẫn nổ hai tay máu tươi thịt nát thám liệt phun tung tóe sau một khắc một loại khí lãng vô hình từ toàn thần chấn mở trùng kích máu tươi ngưng tụ pháp trận màu máu nhanh chóng trải rộng ra tại phế tích trên mặt đất theo cảnh giới tăng lên sơn hà đại táng hoàn toàn có được cảm ngộ mới phạm vi pháp trận đạt tới 30 dặm trong phạm vi 30 dặm sông núi rừng rậm bỗng nhiên an tĩnh phảng phất động lại cả không gian và thời gian đất trời cũng theo đó mà dừng lại nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi một giây sau sơn hà bạo động rừng rậm sụp đổ khí tức tai nạn kinh khủng từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn dâng lên như thú chiều vô tận lướt qua địa tầng cuồng kích mặt đất ầm ầm đại địa cuồn cuộn núi cao vỡ nát giang hà bay lên trời rừng rậm hắc loạn dùng nhàm sâu trong lòng đất gào thét bọn chúng không chỉ là hỗn loạn trùng kích mà là phóng xuất rồi lực lượng bản nguyên hình thành tai nạn muốn trồn vùi hết thảy mai táng tất cả đám người đang cảnh giác kia vội vàng không kịp chuẩn bị đảo mắt đã bị sơn hà nuốt hết quá đột nhiên bọn hắn đang muốn tàn ra đang muốn xác định người đến là ai đang muốn kích phát võ pháp đang muốn chuẩn bị sần giết đang muốn bọn hắn kinh hồn thét lên điên cuồng dãy ruộng. Thế nhưng linh lực toàn thân đều mất đi khống chế. Mặc kệ là linh văn nguyên tố hay là thú linh văn, đều khó mà phát huy tác dụng ra được. Coi như không phải sức người muốn hủy diệt bọn hắn mà là mảnh sơn hà này đều muốn mai táng bọn hắn. Cứ như bọn hắn không còn là người sống mà là thể năng lượng bình thường giữa thiền địa. Âm âm bọn hắn nhanh chóng chìm xuống giống như bị kéo vào trong vòng xoáy hải triều hoàn toàn không khống chế được. Không chỉ có linh lực đang tiêu hao, ngay cả sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng biến mất. Thời gian rõ ràng vừa qua khỏi vài giây đồng hồ. Nhưng bọn hắn lại giống như đã bị mai táng mấy năm, mấy trăm năm dưới đất nhanh chóng khô héo. Sợ hãi tuyệt vọng, đau đớn bất lực. Đây chính là Sơn Hà Đại Táng sao? Già An à Nhiên đứng trên người Khương bẩn từ trên cao quan sát 30 dặm Sơn Hà bạo động kịch liệt nàng chỉ nghe Khương Nghị đề cập tới. Nói hắn nắm giữ một loại cấm thuật đặc thù, có thể sử dụng hỗn chiến, hoặc trong nguy hiểm mà uy lực lại vô cùng cường đại. Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng nàng vẫn bị chàng diện hủy diệt kề kích thích. Ngoại trừ thị giác bị tác động mãnh liệt, thì phần khí tức tài nạn phóng lên tận trời kia để nàng đều rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng giá lạnh. Nàng có thể tạo nên Sơn Hà, Khương Nghị có thể hủy diệt Sơn Hà. Tình huống của hai người bọn họ lại như thế nào? Khương Nghị suy yếu đến muôn hồn mê, nhưng cũng ép nhịn xuống vận dụng tiểu niết bàn thánh thuật nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Sau đó một đầu đâm vào bên trong thủy triều hỗn loạn, lần cận nhào về phía một thân ảnh đang vùng vẫy dãy chết, mang theo hắn phá tàn mặt đất phóng lên không. Rất nhanh Sơn Hà bình tĩnh triệt để biến thành phế tích. Không có chút sinh cơ nào, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ngay cả thổ địa đều biến thành mảnh đất khô cằn, không thể thấy được bất kỳ năng lượng gì, triệt để bị chôn vùi, năng lượng trong phạm vi 30 dặm hoàn toàn biến mất. A a a. Người bị bắt đi gào thét thế lương còn chưa tỉnh hồn. Mặc dù hắn là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, thế nhưng đột nhiên bị khí tức tai nạn tấn công cùng suy yếu già hùa đã trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn. Khương Nghị nắm lấy hắn vọt tới trong núi rừng ở bên ngoài phế tích, thổ lỗ ném xuống một trần dẫm lên ngực. Ta hỏi, ngươi trả lời, câu trả lời của ngươi quyết định mạng ngươi. Nhưng Khương Nghị còn chưa nói xong người kia đột nhiên chết đến chừng mắt nhìn Khương Nghị toàn thân run rẩy miệng mũi chảy máu rất nhanh đã không có động tĩnh. Thế nào chết rồi? Khương Nghị khẽ nhíu mày lập tức gỡ miệng của hắn ra, bên trong đang nhanh chóng thối rữa chảy ra máu đen. Độc! Thật vất vả! Mới trở về từ cõi chết vậy mà hắn lại quả quyết cắn độc chết. Tử sĩ sao hay là sát thủ? Người của thế lực bình thường tuyệt đối sẽ không ngậm lấy độc hoàn trong miệng, coi như sát thủ cũng rất có, ý chí tàn nhẫn lại quyết tuyệt như thế ra dạ an nhiên từ không trung lao xuống gần đó không có ai hẳn là chết hết khương nghị nhìn nam tử cắn độc mà chết trên mặt đất cảm giác đã đụng phải đối thủ có thể huấn luyện được tử sĩ như thế này tuyệt đối không phải thế lực bình thường nhân gian ngục sao khương nghị nghĩ lại tới tổ chức sát thủ kia mặc dù không muốn đi đối mặt Nhưng khả năng giống như càng lúc càng lớn nếu quả như thật là bọn hắn như vậy nguyên nhân dùng điểm an là mồi dụ có thể là đang dùng niết bàn thạch câu cá, câu con cá lớn là hắn đây. Triệu Thành Duẫn cũng không biết hắn sẽ trùng sinh lúc nào, lại dùng thân phận gì, nhưng Triệu Thành Duẫn biết nếu như hắn trùng sinh liền có thể bị niết bàn thạch hấp dẫn. Nếu thật là như thế, khởi Nghị suy đoán ngoại trừ bá vương chiến quốc ra, nơi khác hẳn là sẽ còn có niết bàn thạch cũng đều bố trí tài mắt. Dạ An Nhiên nói, chúng ta đi chiếu cố hàng thanh bình sao? Nơi đó còn không biết người của bọn họ đã chết chúng ta có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Khương Nghị lại lắc đầu. Nếu như là thế lực khác có thể làm thế nhưng nếu thật là nhân gian ngục thì sao? Chúng ta lộ diện chẳng khác nào chủ động bại lộ thân phận. Từ biểu hiện của bọn sự tử sĩ này mà xem, bọn hắn cũng không phải loại người có thể tùy tiện thổ lộ bí mật. Khương Nghị rất muốn lập tức xác định có phải phía sau cửa hàng Thanh Bình là nhân gian ngục hay không. Nhưng thời khắc thế này nhất định phải cẩn trọng. Dạ An Nhiên nhìn nam tử chết thảm mà nói người của bọn hắn nếu như chậm chạp không quay về hai ba ngày sau liền sẽ tới điều tra chúng ta tốt nhất nên làm chút bố trí quấy nhiễu điều tra của bọn hắn đừng liên lụy để trên người chúng ta khương nghị nhìn cảnh vật xung quanh một chút tập trung vào tạc điểu ta có một ý hay nhìn ta làm gì đừng đánh chú ý lên ta tạc điểu lập tức cảnh giác người đi ăn thị vệ đầu lĩnh của hồng quán biến thân thành bộ dáng của hắn mang du cảnh chiến đến chiến quốc nhưng không cần trực tiếp đi đến hồng quán. Chỉ cần lộ mặt ở cửa thành để người ta biết người đã dẫn người trở về sau đó biến mất. Khương Kỳ cảm giác biện pháp có thể che giấu nhất chính là để cửa hàng Thanh Bình nghĩ rằng là do Hồng Quán giết người của bọn hắn, lại để cho Hồng Quán tưởng rằng cửa hàng Thanh Bình giết người của bọn hắn. Cứ như vậy hắn không chỉ có thể thoát khỏi hiểm nghi, còn có thể khiến cho hai bên tranh đấu, khiến cho thế lực sau lưng của cửa hàng Thanh Bình ra tay. Không thể ta làm không được, hắn là lục phẩm linh văn cũng không phải thánh phẩm người dùng hợp hắn đơn giản cũng là bởi vì là lục phẩm mới làm không được vì sao hắn không xứng thời điểm người dùng hợp em vợ của triệu thế hùng quan tâm linh văn quán rồi sao hắn rất tuấn tú đứng đắn một chút đi điều ra ta rất đứng đắn ta có thể dùng hợp sinh mạng nhưng là có hạn chế số lượng mỗi cái đều muốn dùng tại chỗ mấu chốt sao có thể tùy tiện lãng phí liền không thể vì ta làm chút hy sinh sao không thể nào tạc điều rất thẳng thắn Khương Nghị thấy không có cách nào khác chỉ có thể nói Niết bàn thạch cho ngươi Hai viên cho ngươi Còn mắt tạc điều lập tức tỏa sáng Nói xong đừng có đổi ý Khương Nghị rất khẳng định Niết bàn thạch có thể cho ngươi nhưng không thể dùng bây giờ Trước tiên phải xác định thế lực sau lưng bọn chúng Tương lai lại tìm thời cơ giải trừ phong ấn Tuy nhiên ta cam đoan trễ nhất không cao hơn nửa năm Được ha <laughs> ha Tạc điểu hưng phấn vọt tới trong cánh rừng nơi xa Tìm thi thể thị vệ thống lĩnh dạ àn nhiên hồ nghi nhìn Khương Nghị Người thật muốn giao Niết Bàn Thạch cho nó sao lấy tình huống huyết mạch nó bây giờ hoàn toàn có thể thông qua huyết khí hồn khí cùng linh lực bên trong Niết Bàn Thạch diễn biến ra hình dạng của ngươi Ta sở dĩ dẫn nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn chính là muốn làm cho mình một thế thân Lúc ấy Khương Nghị đã tính toán lúc nào ở trong tương lai chờ sau khi huyết mạch hòa diễm huyết đều đủ cường đại cùng di cốt kiếp trước rút nó diễn biến thành hình thái chủ tước. Cứ như vậy thời điểm thần phận bại lộ hoặc là trình chiến thiên khai chiến trường, hòa diễm huyết điểu có thể ngụy trang thành hắn, lại ở một ít thời kỳ đặc thù phát huy tác dụng quan trọng. Hai viên niết bàn thạch này mặc dù kém xa uy lực di cốt nhưng đối với tạc điểu bây giờ mà nói ngược lại càng thích hợp hơn. Dạ an nhiên cười lắc đầu, tạc điểu đáng thường đã bị gài bẫy. Tuy nhiên đây thật đúng là một rượu, một rượu kế đặc điểm không chỉ là có thể diễn biến yêu thú hình người mấu chốt nhất là khôn khéo xào quyệt rùng rất yên tâm khương nghị nhìn phế tích nói trước tiên chúng ta khôi phục hình dáng cũ cho nơi này dọn dẹp sạch sẽ thi thể hai ngày sau khương nghị và dã nhiên xào rượu ngụy trang thành người bình thường trở về chiến quốc đặc điểm thì biến thần thành thị vệ thống lĩnh lưu lương bình máu mè khắp người kéo lấy du cảnh chiến phóng tới cửa thành lưu lương bình ngươi làm sao ai đánh ngươi thành như thế này thủ vệ chỗ cửa thành nhận ra vị thống lĩnh hồng quán vội vàng tiến lên nhanh nhanh đi thông báo hồng quán tặc điều cải trang vô cùng giống khí tức yếu ớt ý thức mê muội miệng lớn thở hồn hển gắt gao nắm lấy dù cảnh chiến xảy ra chuyện gì bọn thị vệ vội vàng mang theo hắn đi đến cửa thành mặc dù vị tiểu gia này chỉ là thống lĩnh hòa lâu thế nhưng phía sau lại là bá vương phủ nhanh thông báo hồng quán ta bị người của cửa hàng thanh bình truy sát nhanh 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 để cho bọn họ tới tiếp ứng ta Tạc điều khan khàn gào thét, thô lỗ đẩy bọn hắn ra kéo lấy du cảnh chiến sống vào trong thành. Cửa hàng thanh bình ư? Bọn hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ lại giống như khu thứ bảy có một cái cửa hàng nhỏ như thế. Nhưng người của cửa hàng làm sao dám truy sát người của hồng quán? Nhanh đi thông báo hồng quán tiếp ứng. Bọn thủ vệ không quản được nhiều như vậy tranh thủ thời gian phái người đi khu thứ bảy thông báo Tạc biểu lão đảo chạy về phía trước trong chốc lát hắn truyền tới trong một ngõ hẻm hội họp cùng với khờ nghị toàn bộ tiến vào trong thanh đồng tiểu tháp Khờ nghị và dạ an nhiên lặng lẽ rời khỏi chạy tới hùng linh hầu phủ tại cửa hàng thanh bình một lão nhân có mái tóc hòa râm đang buông thõng tầm mắt ngồi ở trong góc trong cửa hàng vụn vặt có lẻ tẻ mấy người khách đang đi dạo thấy lão nhân hờ hững lạnh lẽo lần lượt đều tản ra tề trường lão tề trường lão xảy ra chuyện lớn một nam tử vội vã xông vào cửa hàng thuận tay đóng cửa hàng lại. Lưu Lương Bình trở về còn mang theo rú cảnh chiến. Lão Nhân nhấc tầm mắt khô quát lên, đáy mắt lóe lên ý lạnh. Lúc nào? Ngay lúc vừa rồi người của chúng ta vẫn luôn chờ chỗ cửa thành kết quả nhìn thấy Lưu Lương Bình máu mè khắp người chạy về. Vẻ mặt bối rối trong tay còn kéo theo rú cảnh chiến. Bọn hắn chỉ là một đám thị vệ hoa lâu, vậy mà có thể thoát khỏi người của chúng ta sao? Lão Nhân nhíu chặt lông mày khó mà tin người của bọn hắn đều là sát thủ tình thông săn giết mà còn có trọn vẹn ba vị linh hồn cảnh đỉnh phong hoặc là không ra tay hoặc là liền sẽ xử lý sạch sẽ làm sao có thể để lưu lương bình cùng du cảnh chiến chạy còn chạy trở về chiến quốc lưu lương bình trực tiếp nói ở cửa hàng là bị chúng ta truy sát thủ vệ cửa thành đã tiến đến hồng quán thông báo bây giờ đóng giữ hồng quán đều là người của bá vương phủ nếu như biết được chúng ta truy sát thị vệ hồng quán còn muốn đoạt du cảnh chiến khẳng định sẽ vây quanh nơi này đáng chết Lão nhân nắm tay coi mắt lạnh lẽo lóe lẽ ra u quàng tại nơi lờ mờ hẻo lánh. Chúng ta chủ động hiệp thường cùng bá vương phủ hay là rời khỏi nơi này? Thị vệ sốt ruột. Mặc dù thị vệ hồng quán của du cảnh chiến đều rất bình thường, nhưng tại thời kỳ nhạy cảm này, đồ sát thị vệ chẳng khác nào khiêu khích bá vương phủ. Chúng ta không thể bị bại lộ thân phận rời khỏi nơi này trước. Lão nhân quá quyết làm ra quyết định. Mặc dù rời khỏi như thế này rất chật vật, cũng thật đáng tiếc nhưng tuyệt đối không thể để bá vương phủ biết được thần phận thực sự của bọn hắn cùng lúc đó sau khi hồng quán nhận được tin tức lập tức phái người tiếp ứng lưu lương bình kết quả lưu lương bình lại mất tích làm sao cũng không tìm được nghĩ đến thời điểm lưu lương bình vào thành nói hắn rất nguy hiểm cửa hàng thanh bình còn đang đuổi giết hắn lập tức suy đoán hắn là đã gặp phải bất chắc hồng quán liên hệ bá vương phủ phái người vây quanh cửa hàng phái người vây quanh cửa hàng thanh bình nhưng chờ khi bọn hắn chạy tới nơi này người của cửa hàng Thanh Bình đã đi hết. Lão Nhân đứng ở trong góc đằng xa chơ mắt nhìn cửa hàng bọn hắn bị phá hủy. Lưu Lương Bình mất tích sao? Hồng quán nơi đó truyền ra tin tức. Nói Lưu Lương Bình xác thực mất tích nhưng chúng ta căn bản không có ra tay. Lưu Lương Bình tự mình ẩn nấp hay là bị người khác chặn? Ngài nói Khương nghĩ ứ. Lão Nhân lắc đầu các người mau rời khỏi chuyển cáo chi tiết mọi chuyện cho nhân gian ngục ta ở lại nơi này nhìn tình huống. Ngài hãy cẩn thận. Bọn thị vệ không dám ở lâu sau khi tàn ra liền nhanh chóng trà trộn vào trong đám người. Thừa dịp cánh cửa thành khu còn không có đóng, mau chóng rời đi. Tại Hùng Linh Hầu Phủ, Khương Nghị người chết ở đâu rồi? Triệu Thế Hùng biết được Khương Nghị trở về khí Thế Hùng hằng ngăn chặn hắn lại. Ta mới rời khỏi 5 ngày Triệu Công Tử đã nhớ ta rồi. Đều là chủ ý ngu ngốc của ngươi sắc mặt triệu thế hùng rất khó coi sau khi hắn đốt đi hồng quán bá vương phủ phản kích vô cùng lăng lệ sau khi tìm cớ đã đốt năm thường hội của bọn họ không chờ hắn làm ra phản kích vậy mà bá vương lại tự mình định ngày hẹn phụ thân hắn sau đó hai bên đều yên lặng hắn hỏa thiêu hồng quán cùng sở thường mình liên tục đốt năm thường hội mà so ra cũng không có thắng được bao nhiêu thành danh khương nghị cười nhạt nói chủ ý là ý kiến hay hay giờ liền phải xem người có dùng thông minh hay không người triệu thế hùng hừ một tiếng nghiêm mặt nói xí thiên giới hôm qua truyền tin tức đến cho phép người xa nhập vào xí thiên giới hết thập thứ một trăm tám mươi lăm